và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng cái con đằng sau lưng nó đang tiến tới, nó thông đích tôi kìa, quýnh nó đi sao ơi. Trời ơi, à dạ. Trời ơi, trời ơi, cái con này, con này. Ok, thì chào mừng anh em đã quay trở lại với tập 2 của một chuỗi những cái tập của series. Cái này không phải là series mà mình chỉ làm vài tập thôi. Và cái này hình như là cái gì ta, thám hiểm đảo hoang thì phải. Nói chung đây là tập 2 nha anh em. Thì trong tập trước á, bọn mình đã thám hiểm một cái đảo đầu lâu rồi. Và có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi hãy đi thám hiểm thêm những cái đảo khác nữa đi. Thì mình đang nghĩ đến đâu là mình không biết là xung quanh đây có những cái đảo nào hấp dẫn đúng không ta. Nhưng mà mình nhìn bên kia mình thấy có một cái đảo mà gì bên kia có mấy con gì nó đang có cái gì nó tròn do mà trên đầu nó có mấy cái cục gì đỏ 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 đứng bên đó kìa mà mình không thấy rõ được. Nói chung là hôm nay mình với lại Sam sẽ đi tất cả những cái hòn đảo xung quanh đây để có thể thu thập vàng, để có thể mua được áo giáp, mua được nhiều thứ. Và trong tập 3 bọn mình sẽ qua bên kia thám hiểm cái tòa lâu đài bên kia cho anh em đó. Sam Sam Sam, bà thấy cái tòa lâu đài bên kia không? Ừ, to thế nhờ. Tôi sẽ đi qua bên đó, tôi thám hiểm cái tòa lâu đài bên đó. Ok. Rồi bây giờ mình với lại Sammy sẽ qua bên cái tòa lâu đài bên cái lộn nhầm, qua bên cái hòn đảo bên kia trước. Hả, khoan từ, tôi ăn bánh mì đã. Từ từ tôi đói bụng rồi nè. Ok rồi. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ qua bên cái hòn đảo bên kia để tôi ngắm thử coi. À, bên đó là những cái con cũng như giống như cái con tròn 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 màu màu xanh nó Sam, nhưng mà con này nó bự hơn và nó có màu hồng. Ôi tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Wow, mấy con này nó mạnh lắm, ta bắn thử cái bắn nè. Ôi bắn mà bắn, tôi có súng. Tôi bắn nó một cái, tôi bắn nó một viên đạn nó không chết Sam ơi. Coi chừng mấy con này. Ôi mấy con này nó, mấy con này là nó đánh theo kiểu là nó chọi đá nha. Ôi mấy con này khỏe lắm Sam ơi, leo lên bờ nhanh, leo lên bờ nhanh. Nó đánh mà rơi xuống nước. Từ xa trong nè. À dạ, nó cứ đánh tôi rơi xuống nước hoài, tôi không leo lên được luôn nè. Ây da. Tôi bắn từ xa nè. Ôi trời ơi. Mấy con này mà, mấy con này đánh đâu đấy? Bà vô đây đi, bà vô đây đánh phụ tôi chứ bà đừng ở đó. Bắn nè. Mày hả? Bắn từ xa. Trời ơi, bà đánh từ xa. Tôi đánh tôi chết. Sao cái đây vô đây? Trời. Ây da, rồi xong chết luôn rồi. Trời ơi, trời kia không nghe. Ủa con này mạnh thế ta? No. Ây da. Ôi. Kiểu này bị ăn hành sắp mặt rồi. Ui. Chết, mình lụm cái rương á, xong mình chạy xong rồi tìm nó đánh không lại rồi mình bị ăn hành rồi. Tôi có 5 cục vàng rồi, chạy trời ơi bị ăn hành rồi. Ây da, bị ăn hành sắp mặt rồi. Chạy đi Sam ơi, tôi chạy đi, tôi chạy Sam. Bà đâu rồi? Ủa sao bà bỏ thuyền mà chạy luôn hả? Bà leo lên thuyền mà chạy đi. Tôi đi trước. Chết rồi anh em ơi. Bà lại lấy thuyền đi. Cái bà này. Nó không cho tôi lấy thuyền. Trời ơi mấy con này nó mạnh lắm anh em ơi. Trời kiểu này là đánh không lại rồi. Cái con này nó mạnh quá. Kiểu này là mình phải giờ mua giáp rồi anh em ơi. Bị ăn thành sắp mặt rồi anh em ơi. Trời ơi trời. Không cho lên thuyền luôn. Trời ơi xong rồi Sammy. Sammy bị kẹt bên đó luôn anh em ơi. Ok. Trời ơi qua bên đó bị đánh sắp mặt. No. Trời ơi. Mấy con nhỏ này thì mình đánh được, còn mấy con bự nó quýnh một mình sắp mặt luôn anh em ơi. Trời bây giờ mình nghĩ là mình không thể nào mà nhào qua tấn công liền vậy được, mình phải chuẩn bị thêm áo giáp đồ các kiểu nữa. Mày đánh hả? Ok bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu farm những cái con này và sẽ kiếm thêm áo giáp nha anh em. Tức thiệt chứ mấy con mà nó mạnh quá ta. Thôi trời, khoan từ để mình xem coi bây giờ có ông nào bán vũ khí hay là áo giáp đồ các kiểu. Mình cần phải có vũ khí mới chứ, mấy vũ khí kia kiếm nhẹ nhẹ này đánh không lại đâu. Ok ở đây chúng ta có gì ta, giáp kim cương nè, cần có một cái giáp sắt, cần có 15 vàng. Ôi cái này chúng ta phải tham vàng rồi, kinh nghiệm thì chúng ta có thể dùng quà sau cũng được. Đó, thì mình với lại Sammy sẽ cần có một bộ giáp kim cương đã. Đó, để coi ông nào bán vũ khí không, để lên coi trên cao này có ai bán vũ khí không. À, xem coi. Không, đây là cái người mà người ta mua lại những món đồ mà mình kiếm được anh em. Đó, từ một cái kiếm này bằng một thỏi vàng phải nói thật. Cầm đồ, thì kiểu cầm đồ á. Để coi còn ai. Ôi, lại thêm có con này nữa nè. Trời ơi là trời. Ở đây không có con nào bán vũ khí hết ta. Lên đây coi con này bán vũ khí không. Con này không có bán vũ khí, nó chỉ bán mấy cái đồ bình thường thôi à. Ủa Sam, bà đi xung quanh này bà có thấy con nào bán vũ khí không? Ở trên đây có gì không ta? Trên đây hình như đâu có gì đâu. Hòn đảo bên đây là mấy cái con nó nhỏ hơn nhưng mà mình có thể farm được, bà hiểu không? Còn mấy con kia bự quá là mình farm không được. Qua cái là nó đánh bọn mình sắp mặt luôn. Trời ơi, chạy kiểu này là trong tập này là chúng ta đã bị mấy con này chăn hành rồi. Bây giờ mình sẽ qua đây mình trả thù mấy con nhỏ hơn. Đó, con bự đánh không lại thì qua đánh mấy con nhỏ, hiểu không? Ok. Rồi. Ok, mình cứ chờ nó xuất hiện xong mình ra mình farm nó. Okay. Mày dám hả? Mày dám đánh tao mày. Mày. Tao bán tôi. Cái mày. Tôi đánh quái mà, tôi đánh quái mà.
Trời ơi, trời, bà đập mình muốn chết luôn anh em ơi. Từ đây còn mấy con xuất hiện nữa nè. Thì đánh giết hết. Đó. Nó còn spam không? Nó còn spam không? Hả? Nó còn spam không? À còn chứ. Ôi bên trên này nó lại spam thêm con bự nữa nè. Ê, mày lại tấn công tao nữa hả? Mày á, mày á, mày á, mày á, mày á, mày á, mày á. Ok. Ê, mày đánh khó mà. Bên kia là có mấy chục con luôn á, sao đánh trời. Bởi vậy mới nói con này nó mạnh lắm. Bây giờ mình phải cần có áo giáp kìa. Ok, để xuống đây coi coi. Bên dưới đây còn mấy con nhỏ nhỏ nè, để giết hết luôn. Trời ơi. Phải farm đủ vàng cơ thì mới đủ để qua giết mấy con bên kia. Ok. Tiếp tục đến đây farm thôi, giờ biết sao. Ok anh em ơi, thì bây giờ bọn mình nghĩ là bọn mình không thể nào mà farm ở cái đảo kia mãi được. Bọn mình phải qua bên cái đảo đầu lâu mình farm cho nó nhiều anh em ơi. Mình nghĩ là mấy con đầu lâu này nè, mấy con xương này nè, mình nghĩ là bọn nó sẽ cho chúng ta được nhiều kinh nghiệm với lại là nhiều vàng hơn. Không biết có nhiều vàng hay không nhưng mình cá chắc sẽ nhiều kinh nghiệm hơn, cho nên mình sẽ qua mình farm mấy con này. Mấy con nhỏ farm ít lắm. Ok. Đấy, bỏ lại đây mày. Mày. Ô con này đến level 4 luôn anh em ơi, con này farm được nhiều nè. Ôi, tránh tao ra. Ôi thấy không, một nùi kinh nghiệm luôn anh em ơi, một nùi kinh nghiệm luôn. Ôi, nhóc con ở đây, lại đây. Ôi, trời, nhóc con nè. Ok, rồi, lượm vàng đó. Ok, rồi, ủa bà xăm mấy rồi? Trời ơi, trời, bà đi chậm quá, tôi bên đây. Bị kẹt xe. Bà đi thuyền mà bị kẹt xe gì? Trời ơi, tới đây nó đập tôi chết luôn nè. Mày á. Trời ơi, mấy con này mạnh lắm Sam ơi, qua phụ tôi Sam ơi. Ấy, chết nè. Ôi, đồng quá. Cứu Phong đi. Ok bây. Ôi trời. Giết cái con bự được nhiều không ta? Tôi không biết giết con bự được nhiều không nhỉ? Tôi quên tiêu rồi. Phỏng ơi, no. Ok, chết tiếp rồi. Trời ơi, sao mà tập này bọn mình ăn hành sắp mặt vậy? Ok. Đợi. Chết nè. Chết mày đi con. Chết mày đi con. Wow. Coi chừng á, mình đánh nó càng văng ra xa thì mình càng khó lại gần nó hơn. Ok, từ chết mày đi con. Ok, cũng được khá là nhiều vàng. À. Nhiều hả? Từ. Còn mấy con này nè, farm đi, từ đủ rồi mình qua bên kia. Mày vậy? Ok. Chết rồi. Con quái. Ok, rồi, trời. Mấy con hòn đảo này bọn mình muốn đánh chiếm được á thì bọn mình phải kiểu rất là cực luôn anh em ơi, thì bọn nó đông lắm, trời ơi, thời luôn á. Xem coi có gì này, không có gì đây cả. Rồi. Ok và mọi người ơi, mình không đủ vàng để có thể mua rồi anh em ơi. Bây giờ bọn mình nghĩ là bọn mình đành phải mặc giáp da anh em ạ. Đây để mình mặc bộ giáp da vô cái. Rồi ok, mang giày băng quần này nè. Đây giáp da của Sam nè, cho Sam giáp da nè. Đó. Với lại là mình có mua một ít thức ăn nữa, thì cái thức ăn này chúng ta sẽ được tăng thêm sức mạnh nữa. Mình thấy con nó đánh khá là đau cho nên mình sẽ mua thức ăn để tăng thêm sức mạnh anh em ơi. Với lại ở đây nè, hồi nãy mình mới đổi được một cây kiếm vàng anh em ạ. Đây một cây kiếm bằng vàng đó. Thì bây giờ mình sẽ chia cho Sam này, Sam hai ổ hamburger hai cái này nè. Đó, mấy cái này mình ăn vô thì mình sẽ tăng được sức mạnh đánh đó, hiểu không? Với lại là tăng được sức chịu đựng đó, hiểu không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy qua bên kia chiến đấu với các bọn quái vật bên kia đi nào. Ok, đi thế nào? Đó, để mình leo thuyền nè. Ok. Bây giờ mình nhất định phải trả thù cái trụ hồi nãy anh em ơi, hồi nãy bị đánh sắp mặt luôn, bị ăn hành summoner luôn. Trời tức quá mà. Đi. Tôi thấy bên kia có cái đảo của mấy con gì bên kia nữa kìa. Chắc tập sau mình qua đó thám hiểm á. Còn bây giờ mình phải qua xử mấy con này nè. Tức quá mà. Cay thiệt luôn thời. Cay. Trời. Phải ăn vô. Ăn vô. Ok, ăn vô mạnh rồi nè. Ôi, Superman rồi. Đi vòng qua cái phía sau lưng của nó nè. Đi đằng trước đông lắm. Bọn nó đập mình sắp mặt. Mình đi đằng sau nè. Ok, đằng sau đảo nó cũng có nhưng mà nó ít hơn, hiểu không? Ok, chết tụi mày với tao rồi mấy con kia. Ok, level. Ê, tiến lên. Đánh mấy con bự trước. Đâu không tụi mày? Đâu quá. Bên này. Mày á. Ui, mấy con này mạnh quá ta. Ui, mấy con này nó đánh xa đó chứ. Ui, mày á. Mấy con to đi, giúp mấy con to đi. Tôi đang đánh nhưng mà mấy cái con nhỏ nó cũng đánh tôi nè. Để tôi ăn giúp mấy con to nè. Trời, một con to chết rồi nè. Ôi trời, tôi hết máu, từ tôi xuống tôi ăn máu đã. Ok. Chắc là hai đứa mình phải quấn chung một con to thì bọn nó thì mới đánh lại. Sam ơi, mấy con này mạnh quá vậy. No. Trời ơi, hòn đảo này mà không vượt qua được nữa thì làm sao mà vào được cái hòn đảo lâu đài đây. Quay, đừng đánh tao. Ôi, mấy con không được. Mấy con bự này đánh đau lắm mà bọn nó còn nằm ở bên dưới nước nữa. Mình không thể nào mình nhảy xuống nước mình đánh vào nó được, cho nên mình đợi bọn nó spam bên đây đi mấy con quỷ này. Ok, từ mày á. Ôi, nó bắn mày kìa, mày bắn hả mày. Ok, trời, chém nó có không suy nhơ là cái kiếm vàng này cũng yếu à. No,
đánh nó. Mày hả? Ok, đánh nó từng qua tăng lại. Ơ, hết máu, hết máu, hết máu. Từ từ, từ tôi ăn máu rồi, tôi ăn máu. Ôi. Có, ok, chết rồi, con này chết rồi. Mày á. Ôi, Sam, cẩn thận nha. Nhớ ăn máu vô nha, coi chừng chết á. Ok, rồi. Trời ơi, mấy con quỷ này. Bây giờ làm sao đây, làm sao đây? Trời ơi. Mình nghĩ là tập này bọn mình sẽ bị ăn hành bởi con này anh em. Ui, nó xuất hiện nữa nè. Ui. Trời ơi. Sời lam hả mày, sời lam. Ôi, mấy con sời lam hồng này mà nó mạnh quá. Trời, mấy con còn đỡ, còn mấy con bự này quýnh không thể nào quýnh đại, quýnh nổi hết á. Còn nó quýnh đâu quá à. Ây da. Trời. Mà mấy con này nó cực kỳ mạnh nha, nó đánh mình cái là nó đẩy mình ra xa, mình đánh không được. Khó chịu lắm ấy. Tức quá mà, trời ơi. Không thể nào mà thua vậy được, trời ơi, cướp biển phong cận mà. Chết tụi mày nè. Ok. Nó nằm ở dưới nước đó chứ, mình không thể nào mà nhảy xuống nước đánh nó được. Tại vì nó cứ đánh một con, tôi sẽ đánh một con. No. Ok. Đánh gì lên trên, đánh gì lên trên mong ơi. Ai vậy hả? Ok. Nó không ở dưới nước, nó không làm gì đâu. Đó, nó chết một con rồi nè. Được chưa? Ok, trời, mấy con này được farm. Mấy con này farm được nhiều vàng hơn á Sam. Ok. Mày chết hả? Chết rồi. Chạy đi. Mày á. Oh no. Một con trên bờ, mấy con dưới nước nữa chứ, nó đập tôi kìa. Ây da, nó bao vây tôi lại rồi. Cứu tôi. No. Trời ơi, may quá, tôi còn sao. No. Trời ơi, mấy con này nó bao vây tôi rồi. Chết tôi. No. Ôi, Sam ơi, bà đâu rồi? Bà chết chưa? Tôi đây. Ủa, mấy con này. Mấy con này khỏe lắm. Thôi, rút quân. Rút quân. Thôi, rút quân. Tôi giết mấy con này nhỏ này đã. Rút quân. Bà chạy trước đi. Tôi đánh nó lại, tôi chạy liền. Mấy con này. Rút quân. Trời ơi, trận này là bị ăn hành sắp mặt rồi. Cái thuyền tôi đâu? Nó đông quá. Đây, bên tôi nè. Trời ơi, còn bảy máu. Chạy. Con này mạnh quá. Ôi anh em ơi, mấy con này mạnh quá. Thôi kỳ này là mình bị ăn hành rồi anh em ơi. Trời ơi, tập này bị ăn hành rồi. Chắc là tập sau bọn mình sẽ rồi. Ừ, tập sau là bọn mình sẽ qua cái hòn đảo khác chứ bọn mình không vô hòn đảo này đâu. Hòn đảo này bọn nó cho mình ăn hành sắp mặt luôn. Ôi bên đây có hòn đảo gì nè. Ôi từ từ. Sao đi qua đây coi. Tôi thấy bên đây có cái hòn đảo gì nè. Mấy con gì lạ nè, từ từ. Dạ. Qua thử xem coi. Bọn mình đâu có đánh nó đâu. Không, từ từ. Tôi lấy cái cây súng mà tôi ngắm tôi coi thử. Ui. Mấy con khỉ. Mấy con khỉ màu trắng, mấy con khỉ tuyết á, kiểu như là mấy con khỉ tuyết á. Trời. Ôi mấy con này đánh đâu. Mùa hè có khỉ tuyết á trời. Ôi bọn nó đang nhìn mình kìa. Thôi về mấy con này bọn nó đập mình là chết luôn á. Ok anh em ơi, bọn mình nghĩ là bây giờ bọn mình sẽ phải gọi là quay trở về hòn đảo anh em ơi, để có thể mà tăng cường thêm lực lượng, kiếm thêm đồ thôi chứ giờ mình yếu lắm rồi. À mà nếu như mà anh em trong tập sau muốn mình tham quan cái hòn đảo khỉ đó thì anh em đừng quên là hãy đăng ký kênh và đừng quên là để lại bình luận cho mình biết là hãy đi tham quan hòn đảo khỉ đi nhá. Ok. Và tạm biệt anh em. À, đừng quên đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào cùng với lại các thành viên trong team Hero nữa nha. Bye bye. Tạm biệt. Mình giờ mình đi về đây. Trời ơi, tập này là ăn hành sắp mặt rồi. Đi về.